Thảo mai nhóm đẹp thơ có con con một xong chính nha. Nó tăng tầng rụng sáy lên tầng. Mùa hạn mà ổng mưa này. Liên không không? Mưa lớn luôn. Thấy không? Khoai lùng. Khoai lùng hả? Mưa cũng lớn. Nhiều quán cà phê phẩm ở miền Bắc thì ít chứ miền Tây nhiều lắm. Miền Tây đi đâu cũng có cà phê phẩm thôi. Nó mưa cái là nước nó đầy luôn. Này ở trong trong mỏ đá Latina. Đường Latina. Đường mỏ đá Latina chạy vòng ở dưới chân núi Cấm. Đây nãy đoạn bị mưa, trục mưa bây giờ chạy tiếp vô lại cái chỗ mấy cái chạy đường để coi ta quay đường, ta quậy đường. Giờ đổ bê tông hết rồi chạy êm, chứ hồi xưa đi mà bị mưa đó là đường này có một đoạn nó bị lầy. Bị lầy là xe đi không được. Xe chở đất vô. Chở vô chở ra. Có thể là nó chở đất ở chỗ làm đường, làm hồ. Núi nó bốc hơi nó giống mây vậy. Nhưng mà cái này là do mưa rồi núi nó bốc hơi, nó nắng quá rồi trời mưa xuống cái nó mưa nó làm cho bốc hơi. Có đường chỗ nào đi xuống dưới chỗ người ta làm đường. Đủ đầm mặn là ra. Ở trên này á, bà con người ta lên làm đường thốt nốt cũng nhiều chạy đó. Mà nó nằm ở trong rừng ở dưới, mình nhìn không thấy đâu. Nó có mấy con đường nhỏ nhỏ đi vô xuống dưới đồng mà bà con người ta có mấy cái trại. Hồi nơi đang kiếm đường mà kiếm chưa thấy nè.
thấy không? Chắc thấy không mấy? Chắc cái đám. Vua score nói rồi. Tôn vua hay vua ủa vậy? Ủa vậy thì vô ấy nè to Việt Nam mà ôi trời má cái này đã đang khuấy đường nè khuấy cho nó nguội vậy với cho nó có bọt nữa. Sao mà anh mong mà dương vũ một thao được mười mấy ký đường là nấu 3 tiếng không? Dạ. Nấu 3 tiếng anh khơi cái thứ sẽ ớ ảnh nè anh ấy thứ đã hả? Thơ đấy thứ đây ở trong này là bà con người làm đường thốt nốt cũng khá đông à, ở trong này là cây thốt nốt không à. Con bé này 13 tuổi nè mà nó bự nó cao chào á lửa luôn. Anh đang thưa ở đi hiểu với ba vụ anh ấy không à. Ngày được mấy ký rồi bây giờ? Một mấy ký. Ây da. Lại dạ, còn má bị nêu mạnh á. Lấy bốn nè. Nó lại thử khá lắng á, bố ấy. Nó làm được có bốn mấy ký rồi nè. Người ta làm có 20 ký, hai vợ chồng nó làm tới bốn mấy ký. Tao 4:30 đi kim củi hết. 4:30 đi kiếm củi. Kiếm củi ở đâu trên núi hả? Dạ. À. Mày nhân xài người ta cho á. Mấy nhân xài người ta cưa, à, ta cưa xoài. Dạ. Ta đốn về xoài người ta cho mấy cái nhánh. Giờ mưa dưới ngực nhẹ không thấy. Nè, thằng ông nè em hại. Thằng đi chạy ban về nhà đi. Nấu cái thao đường vậy là tới 3-4 tiếng. Thì thì theo tới bây giờ thì không có gì thay đổi là dự tính là thứ ba lên là chiều tới chiều chắc trễ mới tới. Rồi. Rồi ok cảm ơn nha. Ok. Nó mới ra cái đường này nè. Rồi ra xong rồi tao mới quậy tay cho nó nguội. Một chút nữa quay cái này hả? Tay mình không nút. 4 mấy ký, ký được mấy 25 mà mấy? 27 được giá hơn ha. Năm nay có giá. Phụ thư sẽ đại ngọt nè. Bà con làm trồng cây đậu xanh năm nay lỗ mà
ở cái đợt mưa vừa rồi là nó hư hết phần nữa rồi, bây giờ bắt đầu mưa nữa, bữa nay cũng mưa lớn, có thể đau ông sẽ đẩy thông á, ba tay á nữa đợt liên á. Mấy người đã trồng đậu xanh á, hồi mới đó, mới tung vô mà vụ đây này, giờ này là cái giờ bà con người ta ra quay đường, ta khuấy đường. Tả thứ ba mà cà lộ ấy làm được mấy ký rồi mán về ăn bắp luôn đầy bôn cha hỏi thư thư tam tình ơi thư. Mười, 15 ký đường là lên cỡ 20 cây không? 20 cây. 20 cây được 15 ký đường. 3. Nó trồng nó cái cây nó nhỏ nhỏ. Mưa xuống là hư. Hư hết mớ rồi. Bây giờ cây lớn rồi chắc đỡ rồi. Có trái. Có trái rồi, bây giờ cây lớn rồi chắc không sao. Rồi chứ không tới thử ơi thử. Dạ, nằm tôi thử. Ừ. Chà, mấy lưu tha khôi cả đà rồi. Liên làm quê. Đồ nghề. Đồ nghề kiếm củi. Đó cũng đồ nghề lấy thốn nốt. Còn mấy đứa nhỏ này nè, bữa nay Chủ nhật tụi nó rủ nhau lưu vô rừng nè. Chú ấy tụi nó trốn hết rồi, băng áo. Cái này là cái băng áo đen nè. Bốn đứa này nó làm băng áo đen. Ý mà tô nó xanh đó vậy. Hả?